Chào các bạn, hôm nay, clip này, mình tiếp tục chia sẻ những thông tin mới khác. Mọi người, cùng xem và theo dõi video nhé. Trước mặt là hình ảnh dự án cao ốc văn phòng ở địa chỉ 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ có 2 tầng hầm, khối đế chung 4 tầng, phía trên là tòa tháp căn hộ cao 27 tầng và tòa tháp văn phòng cao 27 tầng. Khối văn phòng được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn hạng B+. Nằm sát với khu phức hợp căn hộ văn phòng trung tâm thương mại Pearl Plaza của tập đoàn SSG. Công trình này gồm 32 tầng nổi và 4 tầng hầm, 2 tháp, khối đế 5 tầng và 1 lưỡng, có chức năng thương mại, siêu thị và dịch vụ. Khối tháp số 1 gồm 27 tầng và khối tháp số 2 gồm 19 tầng. Hoàn thành vào năm 2015, phối cảnh tòa này như mọi người thấy trên hình. Còn hai tháp của dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ đang thi công phần hoàn thiện này, có vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án đã được khởi công vào tháng 11 năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2019. Nhưng đến nay thì vẫn như thế này, chưa xong gì cả, cầu tháp vẫn còn đó, rào chắn lưới bao che vẫn còn, đang chậm tiến độ nhiều. Dự kiến bàn giao và đưa vào hoạt động quý 4 năm nay. Đặc biệt hơn khi tuyến metro bến Thành Suối Tiên đi vào hoạt động thì từ dự án 152 Điện Biên Phủ có thể đi bộ đến hai trạm metro đều rất gần, là trạm Văn Thánh và trạm cầu Sài Gòn. Mọi người cùng xem tiến độ của công trình này. Đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi người đừng quên bấm đăng ký, like và share để nhận những thông tin tiếp theo của kênh.